Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng hân hạnh giới thiệu Đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam lần thứ 5 và buổi trình diễn ca nhạc của các đoàn văn nghệ truyền thống Việt Nam trên thế giới để trình bày các nét đẹp và sự phát triển của nền ca nhạc truyền thống Việt Nam tại hải ngoại trong hơn 40 năm qua. Với sự tham dự và phối hợp của Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, Phượng Ca Paris, Che Việt Toronto, Hướng Việt Seattle, Tiếng Vọng Quê Hương San Jose và Tiếng Hoài Hương Portland. Điều khiển chương trình Isa và Nguyễn Hoàng Dũng. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 tối thứ Bảy mùng 3 tháng 8 năm 2019 tại Rose Center Theater, 14140 All American Way, Westminster, Cali 92683, vé 25, 35 và 50 Mỹ Kim cùng bảo trợ. Tổ chức 714-642-9590, 642-9590 hay 714-251-2152, 251-2152. Trân trọng, kính mời.